chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2020 trên kênh Tin Nóng TV của chúng tôi. Kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay 14 tháng 7 năm 2020 giảm nhẹ ở mức cao. Giá vàng thế giới ngày 14 tháng 7, giá vàng giảm nhẹ nhưng hiện đang đứng ở mức cao, bất chấp áp lực chốt lời gia tăng, khi vàng lên đỉnh cao 9 năm. Giá vàng thế giới trên sàn Kitco lúc 6 giờ hôm nay giao dịch ở mức 1.802,50 USD trên ounce, nhưng đến lúc 10 giờ giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã giảm xuống còn 1.798 USD trên ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 đã tăng 10,60 USD một ounce, ở mức 1.812,60 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 41%, 526 USD trên ounce, so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,2 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn 600.000 đồng so với giá vàng trong nước. Vàng thế giới trở lại xu hướng tăng bất chấp áp lực, chốt lời gia tăng khi vàng lên đỉnh cao 9 năm. Các chuyên gia khuyến cáo không nên kỳ vọng giá vàng sẽ điều chỉnh dài, trong bối cảnh hiện tại. Ngân hàng Commerzbank tiếp tục đặt kỳ vọng vào xu hướng đi lên của vàng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế thế giới. Tổ chức tài chính này cho rằng, nước Mỹ vẫn đặc biệt có khả năng tổn thương giữa lúc số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tăng lên mức cao kỷ lục. Vàng tăng giá còn do sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua tuyên bố rằng sẽ không có thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc trong tương lai gần. Đà tăng giá của vàng chậm lại trong bối cảnh chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong phiên 13/7, nối tiếp đà tăng trên thị trường phố Wall với kỳ vọng mới về phương pháp điều trị và vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sau khi vọt lên mức chưa từng thấy trong 9 năm qua, vàng có thể trải qua một sự điều chỉnh kỹ thuật, trở lại mức khoảng 1.780 hay 1.765 USD trên ounce, trước khi có động lực mới thúc đẩy kim loại quý tăng trở lại. Sau đây là thông tin cụ thể về giá vàng trong nước sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá vàng trong nước, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, đồng loạt giảm từ cả chiều mua và chiều bán. Giá vàng SJC tại Hồ Chí Minh loại từ 1 lượng tới 10 lượng, mua vào ở mức là 50,17 triệu đồng, bán ra là 50,53 triệu đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Hà Nội, giá vàng SJC cũng được mua vào ở mức là 50,17 triệu đồng, bán ra là 50,55 triệu đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội, giữ nguyên chiều mua vào với mức là 50,21 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức là 50,39 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra ở Doji Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, bán ra ở mức là 50,37 triệu đồng, giảm đi 70.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào với mức là 50,2 triệu đồng một lượng, bán ra là 50,45 triệu đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 80.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Về giá vàng SJC tại tập đoàn Phú Quý, niêm yết ở mức mua vào là 50,19 triệu đồng, bán ra là 50,39 triệu đồng một lượng, giảm 40.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 60.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Mi Hồng, mua vào với mức là 50,2 triệu đồng, bán ra là 50,4 triệu đồng một lượng, giảm 130.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 180.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được mua vào với mức là 50,2 triệu đồng, bán ra là 50,39 triệu đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Về giá vàng SJC tại một số ngân hàng Exim Bank sáng nay niêm yết ở mức mua vào là 50,15 triệu đồng, bán ra là 50,35 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm đi 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại ngân hàng ACB, mua vào với mức là 50,05 triệu đồng, bán ra là 50,45 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tại ngân hàng Sacombank, mua vào với mức là 50,18 triệu đồng, bán ra là 50,65 triệu đồng một lượng. Ngân hàng SCB, mua vào với mức là 50,10 triệu đồng, bán ra là 50,3 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại ngân hàng Maritimebank, mua vào với mức là 49,8 triệu đồng một lượng, bán ra là 51 triệu đồng một lượng. Ngân hàng TPBank Gold,
mua vào với mức là 50,2 triệu đồng, bán ra là 50,38 triệu đồng một lượng, giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều bán ra và giữ nguyên chiều mua vào. Giá vàng SJC tại Đà Nẵng mua vào là 50,17 triệu đồng, bán ra là 50,55 triệu đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào là 50,16 triệu đồng, bán ra là 50,55 triệu đồng một lượng. Tại Cà Mau, giá vàng được mua vào là 50,17 triệu đồng, bán ra là 50,55 triệu đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào là 50,15 triệu đồng, bán ra là 50,55 triệu đồng một lượng. Tại Huế, mua vào là 50,14 triệu đồng, bán ra là 50,56 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi đều mua vào với mức là 50,17 triệu đồng, bán ra là 50,53 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại Đà Lạt mua vào vẫn ở mức là 47,77 triệu đồng, bán ra là 48,2 triệu đồng một lượng. Giá vàng tại Long Xuyên mua vào là 50,19 triệu đồng, bán ra là 50,58 triệu đồng một lượng. Về giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC, vàng nhẫn 4 số 9 mua vào là 49,84 triệu đồng, bán ra là 50,39 triệu đồng một lượng, cùng giảm 130.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 49,54 triệu đồng, bán ra là 50,29 triệu đồng một lượng, giảm 130.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang 24K mua vào là 48,542 triệu đồng, bán ra là 49,792 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 36,021 triệu đồng, bán ra là 37,871 triệu đồng một lượng, giảm 98.000 ở chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 14K mua vào là 27,622 triệu đồng, bán ra là 29,472 triệu đồng một lượng, giảm 76.000 ở chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 10K mua vào là 19,273 triệu đồng, bán ra là 21,123 triệu đồng một lượng, giảm 54.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo xin mời các bạn nghe về tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay được niêm yết tại ngân hàng Vietcombank. 1 đô la Mỹ mua vào ở mức là 23.060 đồng, bán ra là 23.270 đồng. Đô la Úc mua vào là 15.665 đồng, bán ra là 16.319 đồng, giảm 34 đồng ở chiều mua vào và đã giảm đi 35 đồng ở chiều bán ra. Đô Canada mua vào là 16.602 đồng, bán ra là 17.296 đồng, giảm 32 đồng ở chiều mua vào và giảm đi 33 đồng ở chiều bán ra. Yên Nhật mua vào ở mức là 209 đồng, bán ra là 219 đồng, giảm 1 đồng ở chiều mua và chiều bán. Euro mua vào ở mức là 25.629 đồng, bán ra là 26.936 đồng, tăng 75 đồng ở chiều mua vào và tăng 78 đồng ở chiều bán ra. Franc Thụy Sĩ mua vào là 23.988 đồng, bán ra là 24.990 đồng, giảm 41 đồng ở chiều mua vào và giảm 43 đồng ở chiều bán ra. Bảng Anh mua vào ở mức là 28.349 đồng, bán ra là 29.533 đồng, giảm 206 đồng ở chiều mua vào và giảm 214 đồng ở chiều bán ra. Nhân dân tệ mua vào là 3.246 đồng, bán ra là 3.382 đồng, tăng 1 đồng ở chiều mua vào và tăng lên 2 đồng ở chiều bán ra. Đô Singapore mua vào là 16.237 đồng, bán ra là 16.916 đồng, giảm 27 đồng ở chiều mua vào và giảm 28 đồng ở chiều bán ra. Các bạn vừa nghe thông tin về giá vàng và giá ngoại tệ ngày 14 tháng 7. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.